Em là Crazy Lead, AK Hoàng Tuấn. Đấy, anh bỏ cái tay ra không, nó chắn hết camera, nó không nhìn thấy mặt em. Máy mày tao biết thì khác. Nhà em ở Minh Khai. Rồi, ok. Tiếp theo em. Em tên là Sinh, nhà em ở gần nhà anh Crazy Lead, ở Đại La bên cạnh Minh Khai. Rồi. Tiếp theo em Sửa. Em tên là Bách, em nhà em ở Hai Bà, gần nhà Vũ. Ok. Bài em. Em là Vũ, nhà em ở Hồ Hai Bà, không ở gần Đại La. Không gần Đại La. Gần Đại La. Gần Đại La chứ. Bài chơi vần rồi. Em là HD, AK Thái Hoàng Hàn, đến từ dây cầu, anh em cầu giấy. Em là gì là cũng như là bạn trai của HD. Được. Em là Hưng, mở thành công. Họ là gì, cao à? Em họ là Hưng. Hưng Hưng. Ok, tiếp. Em là mày biết rồi. Thất lai. Đấy à. Em là Hiếu, nhưng mà không phải hát Hiếu. Đến từ Hải Phòng. Chú lai. Bái nhìn giống, nhìn mặt giống Giang hết. Một trong những người hot nhất là bây giờ em à. Em nói to lên được không? Mình tên là Minh, đến từ Hàng Hòm. Hàng Hòm à? Để xem sắp vào Hòm rồi. Mình tên là Việt, đến từ Long Biên. Ok. Em là Chùa, Lam Zone. Lam Zone à? Em tên là Quỳnh, em đến từ C1 là Hoàn Kiếm Hút. Là em. Em là Archis, aka Trọng. Archis, Trọng à? Em là thật ra đường phố nhưng mà đam mê và thích nghe nhạc rap. Ok, rap đầy đủ. Em tên là Tuấn, bạn của ai. Và em thích nghe rap, cho em không biết rap. Và em đến từ Long Biên. Em đến Long Biên luôn. Long Biên. Anh tự quay mặt anh không? Sao quay mặt tao? Tôi không thấy mình hot. Ok anh. Xin chào các bạn, mình là Poppy. Phong Thanh Cao. Mình là Phong Thanh Cao. Mình là hôm nay là host ở đây, là mình học ở Bách Khoa. Các bạn có thể đến Lê Thánh Nghị để gặp mình. Đấy. Ok, ở đấy thì có Thanh Nhàn, là nơi an toàn nhất thế giới. Rồi, quay. Tự giới thiệu mình đây, đi. Đây đây được rồi. Chào. Xin chào các bạn, đây là Đinh Mạnh Phong, học ở Bách Khoa. Nhà đó ở Văn Điển, tôi rap rất là ngu và xấu dai. Đó là chủ chương trình này. Rồi, ok.